Có khả năng là tòa tuyên trả lại hồ sơ anh ạ. Nếu là chủ tọa cậu có làm khác không? Tôi hỏi thật nhé. Trước phiên tòa, có bao giờ cậu nghĩ tình huống này sẽ xảy ra không? Thú thực với anh là em không nghĩ tới. Có lẽ do em đã quá chủ quan, tin vào những lời khai của Tây Tị. Không phải là không nghĩ đến hay là quá chủ quan, mà là cậu quá tự tin. Cậu Thái ạ, đây là điều tối kỵ đối với dân điều tra. Tất nhiên, tôi cũng là người có phần lỗi ở trong đó. Những chuyện sai sót như thế này trước đây chưa xảy ra. Em chưa đánh giá đúng đối tượng, đúng tình hình. Rồi sẽ rất mệt đấy. Trước hết là uy tín của cậu, của phòng điều tra và của tôi. Lỗi trong chuyện này chỉ của bọn em thôi. Bọn em đã không tin vào những nghi ngờ của cậu Huy bên viện kiểm sát. Cậu ta nghi ngờ gì? Trước những lời khai quá hoàn hảo của Tây Tị, cậu Huy nghi ngờ có sự sắp xếp trước. Thôi đi ông tướng ạ. Đừng tưởng tượng nữa. Ai có thể qua mặt tôi và cậu để sắp xếp? Thì em cũng đã nghĩ như thế. Thôi bỏ đi. Giờ cậu về nói với anh em chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta không có nhiều thời gian để rút kinh nghiệm đâu. Những gì xảy ra sau phiên tòa, nếu như bị trả lại hồ sơ, sẽ là rất phức tạp đấy. Thủ trưởng hay cứ tin là bọn em. Tị ơi, sao anh xanh sao thế? Hay là trong tù anh bị đánh à? Yêu cầu chị không được tiếp xúc với bị cáo. Dạ, tôi là vợ anh Tị, cho tôi nói chuyện một tí ạ. Tòa đang làm việc, nguyên tắc là bị cáo không được tiếp xúc, kể cả người nhà. Yêu cầu chị ra khỏi đây. Chị Hồng, ra ngoài thôi chị, đồng chí thông cảm ạ. Đề nghị mọi người ổn định trật tự để phiên tòa tiếp tục. Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy. Mời hội đồng xét xử và mọi người trong phòng xử án ngồi xuống. Riêng bị cáo Lê Văn Tị vẫn đứng ở bục xét xử. Căn cứ vào điều 280 và điều 291 Bộ luật Tố tụng hình sự, căn cứ kết quả việc xét hỏi tranh luận tại tòa, xét thấy có những tình tiết mới để tránh bỏ lọt tội phạm và không xét xử oan người vô tội, hội đồng xét xử quyết định trả lại hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tị cho Viện Kiểm sát tỉnh Việt Thanh để điều tra bổ sung làm rõ phần liên quan tới việc phân nhiệm phụ trách sản xuất trong lãnh đạo mỏ đá Thanh Lâm, điều tra làm rõ có hay không đồng phạm. Sao rồi? Tòa trả lại hồ sơ để kiểm tra lại biên bản phân công lãnh đạo trách nhiệm và xem có đồng phạm hay không. Thế mày khai thế nào? Họ vặn em về ngày tháng năm ký biên bản phân công lãnh đạo thì em trả lời được, nhưng đến nội dung phân công thì em xin trả lời sau, tòa không chấp nhận. Đủ vấn hạn! Có thể em không trả lời được à? Nhưng mà... Cầm mồm! Chúc mừng chị nha! Chúc mừng nha! Chúc mừng chị! Alo,
Anh Thái à, anh biết tình hình ở tòa chưa? Chúng ta cần trao đổi gấp. Xe xuống đây. Chuẩn bị tư trang chuyển phòng. Thật ạ? Nhanh lên. Thế nào? Xong rồi. Vâng. Đi nhá. Đừng có ăn trách bọn tao. Tao không có sự lựa chọn nào khác cả. Bé đấy. Không nghĩ số tao lại vạn vạn như thế. Tất cả là tại con Hồng hết anh ạ. Mày cầm cái mồm đi. Suốt cái mồm cứ lèo lèo yên với nhảy tâm. Đấy. Có biên bản thôi, không nhớ thì làm được cái chó gì. Anh thông cảm cho em. Em chỉ nghĩ đấy là thủ tục. Còn đâu mọi việc anh lo chạy xong hết rồi. Đương nhiên là phải chạy. Nếu không tao và mày đã ngồi chung thằng tị nát rồi. Chỉ tại cái án kịch khung mà con Hồng với cả dân tình cứ loạn hết cả lên. Cầm cái mồm đi. Ngu con đứng đấy mà làm nào. Anh, anh ngồi xuống đi đã. Bây giờ anh phải bình tĩnh thì mới có thể nghĩ được kế thoát hiểm. Em có nghe nói điều tra xong họ sẽ xử thằng Tị tiếp, có thể án sẽ nhẹ hơn. Thì thế, nhưng vấn đề là sẽ xử thằng Tị, nhưng họ sẽ sờ đến tao và mày, hiểu chưa? Thế thì chết. Liệu em có bị làm sao không? Chạm chết thì chú cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn. Mày bây giờ là đồng phạm trong việc lừa gạt cơ quan điều tra. Nhưng mà em chỉ làm theo lệnh của anh. Bắn súng không nên thì đền đạn. Luật đời nó thế. Tội không vào nó thì vào tao và mày, chứ còn ai. Thế thì đi cả nút à? Cả nút thì chưa chắc, nhưng tao và mày dễ đi. Bây giờ tính sao anh? Sự việc nó bùng bét như thế này rồi thì tao cũng chưa nghĩ được cách bịt. Anh đã lôi em vào cuộc, bây giờ tội vạ đầu chút hết vào tao. Mày là cái chó gì mà cuống hết cả lên thế? Hả? Tao bảo còn nước thì còn tát. Tao sẽ làm mọi cách để đánh thắng canh bạc cuối cùng này. Thế còn em? Mày công an sẽ tìm đến, nhưng tao sẽ chỉ cho mày cách khai. Cùng lắm mày chỉ nhận cái biên bản thôi. Động cơ hành động của mày là vì mỏ đá. Muốn mỏ đá sản xuất để mày có công ăn việc làm. Nhưng nếu công an họ truy cái khác thì mày cứ chối phát đi, bảo là tôi không biết. Nhưng mà nếu mày hở cái mồm ra ấy, họ sẽ truy cho mày xả đời luôn. Hay là em tạm lánh đi đâu mấy ngày nhá. Bây giờ mọi việc đã bung bét hết cả rồi, tất cả vào tầm ngắm hết. Chỉ có xuống âm phủ mới thoát. Nghe tao, tao sống thì mày sống. Em chào sếp ạ. Có chuyện gì nói luôn đi, tôi còn đi. Tình hình bây giờ anh cũng biết rồi đấy ạ. Cùng đường lắm, em mới phải sang đây nhờ anh giúp. Bây giờ anh phải ra mặt mới dập được vụ này. Giúp cho em mà cũng là giữ cho anh đấy ạ. Tại sao lại là tôi? Mỏ của cậu cơ mà, liên quan gì đến tôi? À thì mọi thứ nó cứ rích rắc từ anh. Họ sẽ là điều tra từ đầu này. Cái người chủ cũ chính là anh.
Bây giờ ông chủ mỏ đến tận đây để dọa thằng Vũ này đây à? Cậu dọa nhầm người rồi đấy. Cậu biết tôi là ai ở cái đất Việt Thanh này không? Em xin lỗi. Em biết anh cực kỳ hoành tráng ở Việt Thanh này rồi. Anh cũng biết là em từ trước đến nay luôn trung thành với anh. Anh bảo gì em cũng nghe mà. Vụ này anh cứu em đi. Anh cứu cậu bằng cách nào đây? Thì anh phải lôi đám quan chức vào. Chỉ có anh mới làm nổi việc đấy ạ. Cậu vừa nói gì? Thì em đang nói cái đám quan chức ấy. Họ ăn của mình không biết bao nhiêu tiền. Tiền tấn không xuôi đấy. Bắt đầu khôn ra rồi đấy. Nếu trước đây ấy, cậu không bần tiện chi luôn 2 tỷ cho vợ chồng nhà thằng Tị thì có phải bây giờ đỡ khốn nạn không? Thì chuyện đã qua rồi. Em có hối cũng không kịp. Bây giờ chỉ mong anh nghĩ cách cứu em thôi. Đám quan chức bây giờ cũng như cá nằm trong giỏ rồi. Khác đếch gì anh em. Nhưng mà họ cũng như mình. Tại sao một mình chịu? Mình phải lôi họ vào chứ. Tại sao mình đổ không biết bao nhiêu tiền? Bây giờ là đè cổ mỗi doanh nghiệp à? Mày nói đúng đấy. Mưu hèn kế bẩn để lo giữ ghế thì không ai qua được họ. Mà khốn nạn nhất cũng chỉ là đám doanh nghiệp anh em mình thôi. Tốn không biết bao nhiêu tiền của, chả được cái tích sự cho gì. Kêu ít thôi. Đời đó là như thế mà. Giờ có câu này có thể cứu được chú này. Đấy là phải bắn. Mà bắn là phải trúng. Mà trúng là phải chết. Em biết tiền rất quan trọng. Nhưng mà phải có mối quan hệ mình mới bắn được chứ. Mày vừa khôn ra xong bây giờ lại ngu rồi em ạ. Quan hệ à? Quan hệ thì cũng từ tiền mà ra. Mày hiểu chưa? Mình có tiền, họ có quyền. Tiền của mình cũng từ cơ chế, từ quyền lực của họ mà ra. Và khi có tiền rồi ấy, thì nó lại tự động chảy ngược về túi của họ. Như một quy trình chia sẻ. Đã khôn ra chưa? Em hiểu. Nhưng bây giờ anh phải nghĩ cách giúp em. Bây giờ em có cảm giác như cái thòng lọng đang siết cổ mình đấy anh ạ. Vụ thằng Tị coi như đổ bể. Giờ họ sẽ sờ đến chú đấy. Thật ra anh cũng không đành lòng nhìn con tàu mỏ Thanh Lâm và cậu bị đắm. Dù sao cũng là tình xưa nghĩa cũ. Đúng rồi anh ơi. Anh em chúng ta còn rất nhiều tình nghĩa anh ạ. Anh phải giúp em anh nhá. Còn đạn không? Em sẽ cố gắng xoay. Kể cả bán nhà bán cửa luôn anh ạ. Cũng chưa đến mức đấy. Có gì để anh tính thêm. Chủ tịch ạ. Xin lỗi chủ tịch, hôm nay anh Hùng bận không đi họp được nên phải đi thay, nên có một số vấn đề em chưa nắm chắc được ạ. Sau đây em sẽ về báo cáo lại và trả lời bằng văn bản sau được không ạ? Công việc thì rối bù cả lên. Giám đốc sở thì vắng mặt. Làm ăn thế à? Người ta gửi dự toán cả tháng rồi không trả lời. Thế là thế nào? Tôi không chịu được cái cách làm ăn như thế này. Dạ báo cáo, dự toán nhà thầu đội lên cả tỷ đồng. Đây là ngân sách nhà nước. Nếu có cái khó gì
thì xúm tay nhau vào mà tìm cách giải quyết. Chứ không phải cứ động một cái lấy lên đây xin chỉ đạo của tôi. Thế sinh ra cái sở tài chính để làm gì? Hả? Về nói với giám đốc của cậu, lần sau đi họp ấy, không được cử chuyên viên đi thay, nhớ chưa? Anh xin phép. Về đi. Ừ. Vũ à? Tôi đang bận họp. Họp cả ngày hôm nay rồi. Thôi được rồi, có gì tối qua nhà trao đổi nhá. Nói thật nhé, tôi hết sức chịu đựng nổi các cậu rồi. Dạ. Báo cáo anh, đúng là lần này bọn em có sai. Thế nhưng doanh nghiệp cũng đã khắc phục hậu quả rồi ạ. Tại thằng Hoàng nó đen. Ở cái tỉnh Việt Thanh này, bao nhiêu cái điều kiện tốt nhất để dành cho doanh nghiệp, tôi đã dành cho các cậu rồi. Nhưng mà tham lam, tắc trách, cho nên nó mới như thế. Dạ. Ai cũng biết, cái mỏ đá Thanh Lâm nó được như ngày hôm nay cũng là nhờ ơn của anh. Nhưng tại vận hạn nó đến cho nên là bất khả kháng. Thôi cái giọng vận hạn bất khả kháng đi, ngu dốt. Dạ. Anh thương cho roi cho vọt để bọn em tiến bộ. Nhưng anh cố gắng anh giúp thằng Hoàng, chứ em không nỡ nhìn thấy nó chết chìm anh ạ. Lại thằng Hoàng. Cậu đến đây xin cho thằng Hoàng hay xin cho chính cậu hả? Dạ. Anh nghĩ sao cũng được, nhưng anh nhón tay làm phúc cho ạ. Tôi biết cái tình của các cậu, cho nên tôi đã làm hết cách. Thậm chí tôi đã chịu chỉ trích của cả cái tình này. Nhưng các cậu trả ơn tôi như thế đấy. À, em xin lỗi anh. Do bọn em ngu, bọn em dại. Em hứa với anh, lần sau sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Bung bét hết cả rồi còn làm gì có lần sau. Hả? Về nhà, ngồi xuống bàn bạc nội bộ với nhau. Không là đắm đò giật mẹt đấy. Chủ tịch nói vậy là sao ạ? Anh cố tình không hiểu à? Hả? Về nhà, vắt tay lên trán mà nghĩ. Sống chết thành bại do mình hết. Do mình hết. Cầm về. Xin phép chủ tịch. Tôi đang qua đây, đợi xíu. Cậu bạn đây à? Anh Vũ. Tôi tưởng hôm nay anh hẹn với ông Chỉnh với ông Thiệp cơ mà. Sợ thật. Cái gì cũng biết. Tôi vừa chỗ em Trinh về, thấy bảo là anh gọi điện để đặt bàn. Với cả thấy hai lão kia ngồi nhậu khởi động trước, nên tôi đoán chắc là gặp anh. Thế đúng à? Có gì đâu, lâu ngày chưa gặp thôi mà. Qua ngồi không? Thôi, anh cứ ngồi với hai lão ấy cho nó thoải mái. Thế nào, hôm nay sắc mặt ông già tôi trắng hay là hồng? Vừa bị ông ấy sạc ở trong đấy đấy. Cái gì đấy? Cậu cầm hộ tôi. Cầm lấy. Rồi lựa lời nói giúp ông già mấy câu. Bao nhiêu đấy? Đủ nặng. Dạo này ở tỉnh có nhiều chuyện đau đầu.
Nên chắc là ông già căng thẳng quá. Thôi được rồi, cứ để tôi vào đón ý xem thế nào đã. Anh cứ về đi. Ngày mai nếu mà tôi rảnh, anh em mình gặp nhau nói chuyện sau. Cảm ơn cậu. Nếu có việc gì cần tháo gỡ, bố cứ ý chỉ rõ ràng cho Vũ hiểu. Làm như thế, bố cũng đỡ đau đầu. Nó khôn như giận đi, có gì mà phải hỏi. Nhưng tôi chỉ thắc mắc là không hiểu nó dính dáng với thằng Hoàng như thế nào mà nó lại sốt sắng cái việc của thằng Hoàng như thế. Chẳng có cái gì là vô cớ đâu bố ạ. Vũ lo lửa sẽ cháy lan ra từ cái mỏ đá, mà tất cả những gì thằng Hoàng có bây giờ là đều từ Vũ ra. Doanh nghiệp có nhiều thứ lằng nhằng lắm. Anh có dính dáng đến chuyện đó? Tôi hỏi thật. Bố không phải lo. Con biết phải làm gì để tốt nhất cho mình và đủ khôn để có thể né tránh được cạm bẫy. Anh nhớ cái điều anh nói hôm nay nhé. Nhớ nhé. Như các anh không biết đấy, tôi đã phải dùng mọi cách, mọi mối quan hệ, tiền đổ ra không biết bao nhiêu mà kể. Cũng may mà có anh Vũ đây, đúng là quý nhân phù trợ. Nếu không thì tôi phải trần luôn một mình. Cậu Hoàng không nên nói thế. Tôi và cậu cùng lo. Mà cậu cứ bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Cú trả hồ sơ này không đùa đâu. Tôi không nói về thân thằng Tị, mà là tôi và các anh. Hiểu chưa? Hiểu chứ. Người ta sẽ sờ đến tất cả những ai liên quan đến cái mỏ đá chết tiệt này. Kế hoạch đầu tư, môi trường, tài chính, xây dựng, cả cậu Vũ nữa. Rồi tất cả sẽ vào lò. Ông Thiệp Tài Nguyên có vẻ hiểu rõ các rủi ro nhỉ? Nếu như vậy thì thân ai nấy lo đi. Lo cho tôi làm cái gì? Ai lo cứ lo. Ai sợ ai chạy tôi kệ. Tôi cũng nói thẳng với thằng Bạt rồi. Trả ghế, đứng dậy, đưa dép bố về. Ông cười gì? Theo ông nghĩ, người ta dễ dàng cho ông hạ cánh an toàn thế. Vụ mỏ đá Thanh Lâm, sở của anh là đầu mối, cho nên là sẽ phải xử lý rất nặng đấy. Thảo nào, ông Trình đang rất tâm trạng, còn dằn hắt cả con nữa đấy. Dằn hắt cái gì? Thì cái kiểu bất cần. Tôi trả lại ghế cho bố con anh. Tôi chả thiết tha gì cả. Nếu cần ấy, thì tôi về. Miệng nói thế thôi chứ sợ bằng chết. Không phải là cái chuyện không thích thì trả đâu, mà nếu làm quyết liệt truy tố đấy. Nặng đến thế cơ ạ? Con tưởng là chỉ kiểm điểm trách nhiệm làm xong thôi. Cả anh nữa. Làm cái việc gì cũng phải kín kẽ, phải đúng nguyên tắc. Không đúng quy trình không được làm. Ông ơi. Ôi. Em chào bố. Con à? Ừ. Ông ơi, ông chơi đồ hàng với con về búp bê. Phải quan tâm đến nó nhiều hơn nhá. Mẹ nó đi vắng, phải dành nhiều thời gian cho con chứ. Ông ơi, bao giờ ông lại xe đạp cháu? Ui, hôm nào mát trời, hai ông cháu mình lại chơi xe đạp. Chứ ký tôi chỉ là con muỗi trong cái đống. Túm thì túm thằng có tóc. Thôi bớt cùn đi ông già. Thời buổi này mọi chuyện ngược lại đấy. Càng ít tóc, càng dễ túm. Anh Chỉnh nói thế là không được. Nếu anh không lo, anh chết sẽ lôi theo cả đám. Tôi nói thật đấy. Ông Chỉnh mà nói thế, tôi buông. Bác muốn đến đâu thì đến. Tu là cùng gì? Hoàng,
Đấy là tôi nói thế. Đến thân mình bây giờ còn lo chưa xong. Lo cho ai? Ông cứ bàn, tôi theo. Bàn thì cùng bàn, chứ biết ai trước ai sau ạ? Được rồi. Nếu chiều đúng quy trình ấy, thì sở đầu tư các ông chắc chắn bị gõ đầu tiên. Tiếp theo là anh Thiệp Tài Nguyên. Cậu Hoàng không nên nặng nhẹ như thế. Tôi nói thật đấy, nếu chúng tôi không vận động thì giờ này chúng tôi không phải ngồi đây để nghe các cậu trách móc. Thôi, uống đi. Tôi cũng phải nói thật với các ông. Anh em bao nhiêu năm nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi đã rút ra khỏi cái mỏ đá rồi. Nhưng khi thấy anh em có việc như vậy, tôi vẫn nhảy vào một chân một tay lo cùng anh em mà. Tôi cũng xin nói thẳng với các anh. Các anh liệu mà lo chống cho tôi, lưng của tôi mà đỡ mỏi ấy, thì tất nhiên lưng của các ông mới ngồi thẳng được. Thôi đi cậu Hoàng, đã nói rồi, tất cả thống nhất cao. Uống. Rồi, cảm ơn ông Thiệp. Thôi, uống đi, không khí từ nãy đến giờ căng thẳng quá.